Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị triển khai chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 165 QĐ-TTg ngày 7 tháng 2 năm 2024. Chiến lược năng lượng hydrogen đề xuất một loạt cơ chế, chính sách mới, bao gồm đa dạng hóa nguồn vốn, hình thức đầu tư, tăng cường đầu tư về khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, áp dụng các công cụ thị trường thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế carbon thấp, kinh tế tuần hoàn, ưu tiên đẩy mạnh hợp tác quốc tế và công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của nền kinh tế hydrogen và các chủ trương, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực năng lượng sạch đến toàn xã hội, đã thu hút sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế. Để triển khai có hiệu quả chiến lược năng lượng hydrogen, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành trung ương và các địa phương chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách như cập nhật các chủ trương, định hướng đề ra trong chiến lược để điều chỉnh, bổ sung, tích hợp vào các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tỉnh, nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan, nhất là chính sách khuyến khích sử dụng nhiên liệu hydrogen đối với phương tiện, thiết bị, hạ tầng giao thông xanh, nghiên cứu, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực sản xuất, sử dụng, lưu trữ, vận chuyển hydrogen và lĩnh vực thu giữ, sử dụng carbon phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng hydrogen và triển khai có hiệu quả các chương trình chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải nhà kính theo các chương trình hợp tác quốc tế. Định hướng phát triển lĩnh vực hydrogen được nhấn mạnh trong quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của lĩnh vực này đối với định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam. Chiến lược năng lượng hydrogen được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng xanh, sạch và bền vững, phù hợp với các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như xu thế phát triển chung của thế giới.